Tiếp tục liên quan đến căng thẳng địa chiến lược Mỹ-Trung và tranh cãi về nguồn gốc COVID-19. Mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, nguồn gốc COVID-19, mọi con đường đều dẫn về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong khi đó, nhân kỷ niệm 32 năm sự kiện đau lòng Thiên An Môn, chính phủ Đài Loan kêu gọi Trung Quốc hãy trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng lên tiếng cảm ơn Nhật Bản muốn viện trợ vaccine cho hòn đảo, dẫu Bắc Kinh đã đe dọa Tokyo đừng nên làm việc này, vì làm vậy là can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Một thông tin khác cũng liên quan đến COVID-19. Anh tổ chức hội nghị Bộ trưởng Y tế G7 giữa căng thẳng về vaccine. Chuyển sang tình hình tại khu vực Đông Âu, Tổng thống Ukraine muốn kiểm soát quyền lực các nhà tài phiệt. Thủ tướng Cộng hòa Séc có thể bị cơ quan tư pháp châu Âu điều tra. Các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kết thúc 12 năm cầm quyền. Khủng hoảng dịch bệnh tác động mạnh đến ngành dịch vụ Nhật Bản. Cựu danh thủ David Beckham đầu tư sản xuất xe điện. Tất cả sẽ có trong FPNC Thế giới hôm nay. Vâng, chào mừng quý vị cùng đến với bản tin FPNC Thế giới hôm nay. Tôi là Phi Yến. Kính thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cũng là cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, mới đây khẳng định các bằng chứng đều cho thấy nguồn gốc của COVID-19, mọi con đường đều dẫn về phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump đã giữ nguyên quan điểm từ lúc virus corona mới bùng phát. Ông Mike Pompeo viết trên Twitter, tất cả mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng virus Vũ Hán đã bằng cách nào đó rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Chính quyền Trung Quốc nợ thế giới một câu trả lời. Trước đó, hai nhà khoa học hàng đầu của Anh và Na Uy cũng khẳng định qua các bằng chứng nghiên cứu, COVID-19 không thể là sản phẩm từ tự nhiên, nó được phát triển bởi con người. Việc giới khoa học đang tích lũy ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã khiến Trung Quốc tức giận. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Uông Văn Bân đã gợi ý. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới nên đến kiểm tra cả các phòng thí nghiệm của Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lệnh cho các giới chức tình báo nước này trong vòng 90 ngày phải báo cáo về nguồn gốc COVID-19. Sau khi có nhiều thông tin cho thấy trước khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, một số nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm ở đây đã nhiễm bệnh và phải nhập viện với triệu chứng tương tự. Cơ quan tình báo Anh cũng cho biết họ sẽ phối hợp chặt chẽ với tình báo Mỹ để điều tra nguồn gốc COVID-19, vì Trung Quốc không hợp tác điều tra khiến họ phải tiến hành những cách không như thông thường, phải dùng nghiệp vụ của cơ quan tình báo, kể cả việc phỏng vấn những người Trung Quốc liên quan như đã trốn ra nước ngoài. Trước thềm kỷ niệm 32 năm ngày xảy ra sự kiện Thiên An Môn, chính quyền Đài Loan đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc trả lại quyền làm chủ đất nước thật sự cho nhân dân thông qua cải cách, chứ không phải đàn áp, bắt bớ và duy trì sự độc tài. Ngày 4 tháng 6 năm nay là kỷ niệm 32 năm Trung Quốc bắt đầu cho quân đội đàn áp sinh viên và tri thức biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công bố con số thiệt mạng cụ thể, nhưng theo ước tính của một số tổ chức xã hội, con số dao động từ 10.000 đến 20.000 người. Chính quyền Đài Loan trong một cuộc thông báo về sự kiện cho rằng Bắc Kinh luôn né tránh vấn đề và không chịu xin lỗi, chứng tỏ nước này đã sai lầm và phạm tội ác. Trong thông báo có đoạn, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối và kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy cải cách chính trị, lấy người dân làm trung tâm, dừng đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ và trao quyền lực lại cho người dân càng sớm càng tốt. Việc duy trì chế độ chính trị như hiện nay đang gây ra nhiều mâu thuẫn trong nội bộ, cản trở các cải cách và tạo ra rủi ro về xung đột, ảnh hưởng tới an ninh và sự hòa bình thịnh vượng trong khu vực. Mỗi năm, Đài Loan thường nhân ngày đàn áp Thiên An Môn để kêu gọi Trung Quốc đối diện với sự thật, cũng như kêu gọi chính quyền bên kia eo biển cải cách để hướng tới dân chủ như ý nguyện của người dân. Quan hệ giữa hai bờ eo biển gần đây căng thẳng lên cao do tình hình COVID-19 bùng phát trở lại tại hòn đảo. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc phong tỏa không cho họ tiếp cận các nguồn vaccine quốc tế nhằm ép họ phải sử dụng vaccine do Trung Quốc sản xuất. Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu mới đây nói rằng ông rất trân trọng nghĩa cử của Nhật Bản khi muốn viện trợ vaccine chống COVID-19 cho hòn đảo trong bối cảnh Trung Quốc đang bao vây chặt chẽ nhằm ngăn chặn chính quyền Đài Bắc có thể mua vaccine từ bên ngoài. Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu mới đây cho biết ông rất trân trọng khi Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi nói rằng muốn viện trợ vaccine cho hòn đảo. Ông Wu nói Nhật Bản và Đài Loan luôn luôn là những đối tác tốt.
mỗi khi gặp khó khăn, bên này đều có thể tin cậy vào bên kia. Trước đó, theo đài NSK, chính phủ Nhật dự định sẽ ủng hộ Đài Loan 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca. Hiện nay, mới có khoảng 3% trong số 23,5 triệu cư dân Đài Loan được tiêm vaccine. Chính phủ Đài Loan cam kết các lô vaccine từ bên ngoài đang tới và sẽ có đủ để dùng cho mọi người. Bên cạnh đó, các loại vaccine nội do Đài Loan tự phát triển cũng đạt được nhiều thành công như mong đợi. Ngoài việc cảm ơn phía Nhật, cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã tố cáo chính quyền Trung Quốc dùng sức mạnh ngoại giao của mình để ngăn không cho hòn đảo tiếp cận các loại vaccine từ bên ngoài, cũng như ngăn Đài Loan tham gia các cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hiện nay, Đài Loan mới chỉ dùng vaccine của Moderna và AstraZeneca. Tuy nhiên, ông Wu cho biết Đài Loan đang đàm phán với Pfizer và Johnson & Johnson. Mới đây, khi trả lời Reuters, một đại diện của Pfizer cho biết, trong phạm vi liên doanh giữa Pfizer và BioNTech, thì Đài Loan nằm bên phía trách nhiệm của BioNTech. Vì vậy, Pfizer chuyển trường hợp của Đài Loan sang phía đối tác Đức. Vương quốc Anh sẽ tổ chức hội nghị các bộ trưởng y tế G7 tập hợp những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày giữa bối cảnh căng thẳng về vaccine trên toàn cầu vẫn ở mức cao, trải rộng trên hàng loạt các vấn đề. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab mới đây cho biết quyền được tiếp cận vaccine một cách công bằng sẽ là nghị sự hàng đầu trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Y tế G7 vào tuần tới. Các bộ trưởng sẽ nhóm họp tại Đại học Oxford, nơi vaccine AstraZeneca được nghiên cứu phát triển. Ông Richard Hanchett, trưởng nhóm Liên minh các ý tưởng đối phó với đại dịch CEPI, mới đây cho biết về phía cạnh đạo đức, các nước giàu G7 nên ủng hộ vaccine càng sớm càng tốt. Ông nói chúng ta phải gửi vaccine tới những quốc gia khác để họ bảo vệ những người bác sĩ, y tá của họ và bảo vệ tránh làm dân số rơi vào khủng hoảng. Hội nghị G7 không phải lúc nào cũng diễn ra song song với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đây là khoảnh khắc đặc biệt có thể xảy ra một lần trong một thế hệ. Các tổ chức xã hội cũng hối thúc chính phủ Anh cần làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ việc tạm thời nới lỏng các quy định về sở hữu trí tuệ và vaccine. Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ ủng hộ ý kiến trên, hy vọng sẽ thúc đẩy việc sản xuất vaccine trên toàn thế giới và giúp phân bố công bằng hơn. Tuy nhiên, Anh và Liên minh châu Âu phản đối. Lý do họ giải thích là không phải công ty quốc gia nào cũng có đủ năng lực sản xuất vaccine, ít nhất là bổ sung những biến chủng mới của COVID-19. Trong trường hợp này, các vaccine chưa đạt yêu cầu chất lượng ra đời chỉ làm công cuộc đối phó với COVID-19 thêm phức tạp và khó khăn. Chuyển sang một thông tin khác, chính phủ Mỹ vừa cho vào danh sách đen trừng phạt 3 cá nhân và 64 công ty tổ chức của Bulgaria với các cáo buộc tham nhũng. Trong đó có một nhà tài phiệt từng muốn liên kết với Nga để gây ảnh hưởng lên chính trường Bulgaria. Bulgaria luôn được xếp hạng là quốc gia tham nhũng nhiều nhất trong EU, theo các dữ liệu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Quốc gia này cũng thường xuyên bị Hội đồng châu Âu chỉ trích vì không thể đối phó tốt với nạn tham nhũng. Thủ tướng tạm quyền của Bulgaria, ông Stephen Yane, nói rằng ông đã được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thông báo qua điện thoại về sự trừng phạt trên như một nỗ lực giúp Bulgaria đối đầu với nạn tham nhũng. Trong thông điệp phản hồi, Bộ Ngoại giao Bulgaria có đoạn viết: "Trong mối quan hệ truyền thống với các đồng minh và đối tác, chúng tôi chia sẻ giá trị chung trong việc chống lại tham nhũng và các hành vi phạm tội khác." Ngày 11 tháng 7 tới, Bulgaria sẽ bầu cử quốc hội. Năm 2020 đã diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình của dân chúng chống lại nạn tham nhũng và sự bất lực của chính phủ. Được biết, trong danh sách trừng phạt của phía Mỹ, có nhà tài phiệt Vasyl Perkov, 64 tuổi, người có kế hoạch mở một kênh truyền hình có thể cho phép các lãnh đạo Nga tạo ảnh hưởng ở Bulgaria. Ông này cũng từng nhiều lần hối lộ các quan chức. Ông Perkov được xem là nhà tài phiệt giàu nhất Bulgaria. Năm 2020, ông từng thoát một số cáo buộc liên quan đến các tội danh như gian lận thuế hay tống tiền. Ông Perkov từ chối mọi cáo buộc và cho rằng mình không làm điều gì sai trái. Hiện ông đang sống ở Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo một số cuộc thăm dò gần đây, thì đảng cầm quyền của Tổng thống Mexico Manuel López Obrador và các đảng đồng minh sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 6 tới. Tuy nhiên, chiến thắng này có thể sẽ rất mong manh. Theo các cuộc thăm dò gần đây của công ty Barometria, đảng của Tổng thống Mexico Obrador sẽ giành chiến thắng với 239 trên 500 ghế tại Hạ viện, ít hơn mức hiện nay. Họ giữ là 253 ghế. Cũng theo cuộc thăm dò, khi liên minh với đảng Xanh và đảng Lao động, khối của ông Obrador sẽ có 315 ghế. Theo một cuộc thăm dò khác do báo El Financiero thực hiện, đảng lãnh đạo của Tổng thống Obrador giành chiến thắng với 46% phiếu bầu so với 44% của các đảng đối lập. Được biết, cuộc bầu cử ngày 6 tháng 6 tới sẽ là bài kiểm tra sự tín nhiệm của người dân đối với các chính sách của ông Obrador.
như tăng cường quyền lực nhà nước và kiểm soát chặt chẽ hơn các nguồn tài nguyên khoáng sản. Cuộc bầu cử này cũng sẽ quyết định ai sẽ nắm giữ quốc hội trong gần 3 năm còn lại thuộc nhiệm kỳ hiện tại của ông Obrador. Trong số những đảng đối lập có thực lực hiện nay ở Mexico, đảng hành động quốc gia PNA được đoán là sẽ thắng ở 77 ghế, kế tiếp là đảng cách mạng hiến pháp PRI với 67 ghế. Cả hai đảng này đều có rất nhiều đảng khác liên minh, như đảng trung tả cách mạng dân chủ PRD được dự đoán sẽ giành khoảng 23 ghế. Kính thưa quý vị, cảnh sát Nicaragua mới đây đã ập vào nhà và bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập Cristiana Chamorro. Đây là một động thái tiếp theo trong hàng loạt các căng thẳng chính trị giữa đảng này và Tổng thống Daniel Ortega. Tổng thống Ortega đang muốn tiếp tục có thêm một nhiệm kỳ nữa sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Theo ông Carlos Chamorro, một nhà báo và cũng là anh trai của lãnh đạo đối lập Cristiana Chamorro thông báo trên Facebook rằng lãnh đạo này đã bị cảnh sát xông vào nhà và tiến hành bắt giữ. Cảnh sát tiếp tục chiếm giữ một số tòa nhà ở thủ đô Managua sau khi đã đột kích hơn 5 giờ trước đó. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát bao vây tòa nhà và tiến hành bắt người. Toàn bộ sự việc đã được truyền hình trực tiếp. Có cả cảnh sát sử dụng bạo lực để xua đuổi cánh phóng viên đến hiện trường tường thuật về tình hình. Theo các quan chức tòa án, cảnh sát bắt giữ bà Chamorro vì liên quan đến các hoạt động mờ ám như tham nhũng, rửa tiền và nhiều hoạt động tội phạm khác. Cơ quan của Tổng trưởng lý Nicaragua cũng chính thức ra thông báo bà Chamorro không có đủ tư cách để sở hữu những văn phòng kết nối với cộng đồng do bà đang bị điều tra về nhiều hành vi phạm tội. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken mới đây trên Twitter cho biết Tổng thống cánh tả Daniel Ortega đang trấn áp các lãnh đạo đối lập vì ông ấy sợ những cuộc bầu cử công bằng, khi đó quyền lực của ông sẽ bị lung lay nghiêm trọng. Bà Chamorro hiện đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá có thể đánh bại ông Ortega trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Bà là con của cựu tổng thống Violeta Chamorro, người bị tổng thống hiện tại Ortega đánh bại vào thời gian đầu cầm quyền. Các chuyến bay qua lại giữa Nga và Đức đã tạm thời bị ngưng trệ khi chính quyền Nga từ chối gia hạn giấy phép bay tới Moscow cho hãng hàng không Lufthansa. Động thái này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Berlin. Trên website của sân bay Frankfurt thông báo, hai chuyến bay, một của Lufthansa và một của hãng hàng không Nga Everflot đã bị hủy. Dù vào buổi tối hôm đó một chuyến bay của Lufthansa đã đến Moscow đã được liệt kê là hạ cánh an toàn, Lufthansa thông báo sau đó rằng chính quyền Nga đã đồng ý cấp phép cho các chuyến bay chở khách được quyền bay tới Nga trong tháng 6. Các chuyến bay đã được lên kế hoạch trước đó tới Moscow và Saint Petersburg sẽ tiếp tục được hoạt động. Những khúc mắc trên là sự tiếp nối các căng thẳng sau khi Liên minh châu Âu từ chối nhận những chuyến bay từ Nga mà có đi qua không phận của Belarus. Động thái diễn ra sau khi chính quyền Belarus ngụy tạo tin giả có bom để ép hạ cánh một chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair và tiến hành bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến có mặt bên trong. Đáp lại, Nga cũng từ chối cho phép nhiều chuyến bay cất cánh từ EU đáp xuống sân bay nước này. Nếu né không bay qua không phận Belarus, Lufthansa từ chối cho biết các chuyến bay của họ được cấp phép bay trở lại tới Nga có phải đi qua không phận Belarus hay không. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật. Theo đó, quyền lực của các nhà tài phiệt sẽ bị giới hạn lại. Trong bối cảnh, các nhà tài phiệt đã can thiệp sâu vào chính trị nước này suốt hàng thập kỷ qua. Nhiều tiếng nói đã chỉ trích chính phủ Ukraine vì không kiềm hãm quyền lực của các thương gia, các nhà tài phiệt giàu có, những người sở hữu cả những kênh truyền hình và thường xuyên sử dụng chúng như công cụ tác động vào chính trị. Văn phòng của Tổng thống Zelensky thông báo, bộ luật trên là hành động đầu tiên nhằm kiềm hãm sự can thiệp quá mức của các nhà tài phiệt vào chính trị. Cụ thể, các cá nhân những chính trị gia gặp các nhà tài phiệt phải khai báo và không được nhận tiền một cách lén lút. Tất cả đều phải công khai, cũng như phải liệt kê tài sản. Theo truyền thông địa phương, có khoảng hơn 10 nhà tài phiệt Ukraine hiện nay thường xuyên dính líu đến chính trị, bao gồm cả ông Ihor Kolomoisky, chủ của kênh truyền hình 1+1 TV, người đã tạo cho ông Zelensky lúc bấy giờ chỉ là một diễn viên hài, có một nền tảng vững chắc để trở thành Tổng thống Ukraine. Với khẩu hiệu tranh cử năm 2019 của ông là chống tham nhũng. Quốc hội hiện tại của Ukraine với phần đông là các nhà lập pháp ủng hộ ông Zelensky cũng đã được bầu vào năm 2019. Hiện chưa rõ quốc hội có thông qua dự luật ngay hay cần các phiên tranh luận hay không. Tuy nhiên văn phòng của ông Zelensky thông báo họ muốn nó được thông qua càng sớm càng tốt.
Văn phòng Tổng thống Zelensky trong một giải bày có đoạn, dự luật này không vi phạm bất kỳ các quyền cơ bản của con người nào. Nó chỉ giúp củng cố tính minh bạch trong mọi giao dịch hơn. Một thẩm phán cao cấp của Cộng hòa Séc vừa thông báo Thủ tướng nước này, ông Andrej Babiš và đế chế kinh doanh của mình có thể sẽ là trường hợp đầu tiên bị cơ quan tư pháp châu Âu điều tra sau khi nhận được một số lời tố cáo. Thủ tướng Babiš là một tỷ phú người đã chuyển tập đoàn Agrofert của mình kinh doanh nông trại, hóa chất, thức ăn và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác thành những khoản vốn đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán của EU kết luận ông Babiš vừa làm thủ tướng nhưng vẫn kiểm soát các tài sản này. Văn phòng công tố viên của châu Âu EPPO đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6, được lãnh đạo bởi cựu chuyên gia chống tham nhũng người Romania, bà Laura Kövesi. Mục tiêu đầu tiên của cơ quan này là nhắm tới các quỹ tài chính của EU. Nếu như cơ quan này điều tra ông Babiš thì sẽ là ác mộng với ông khi phải đối diện với cuộc bầu cử sắp tới trong khi vẫn là đối tượng tội phạm cần điều tra. Công tố viên cao cấp Lenka Vradankova của cơ quan này đã xác nhận với Reuters rằng họ sẽ điều tra trường hợp của ông Babiš. Bà Lenka nói trường hợp phạm tội là khi có mâu thuẫn quyền lợi khi vừa làm thủ tướng, vừa thực hiện các giao dịch cá nhân. Điều này vi phạm các yêu cầu cơ bản về sự minh bạch và hợp pháp. Ông Babiš đã từ chối mọi cáo buộc và cho rằng mình không làm điều gì sai khi chuyển tất cả tài sản thành những quỹ đầu tư đáng tin cậy. Ông cáo buộc lãnh đạo đảng đối lập đã kích động cuộc điều tra nhằm hạ uy tín và đánh bại ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Lãnh đạo đảng đối lập của Israel, ông Yair Lapid, vừa thông báo với Tổng thống Reuven Rivlin rằng ông đã tìm kiếm đủ liên minh để chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Đây là điều kiện cần thiết để họ có thể thành lập chính phủ mới, chính thức chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Mới đây, ông Yair Lapid, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Israel, đã tuyên bố thành công trong việc hình thành một liên minh mới, đủ sức để chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Điều này nghĩa là đã đánh bại được Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tuyên bố của ông Lapid đưa ra chỉ 30 phút trước khi thời hạn chót để thành lập liên minh kết thúc, và ông phải báo cáo lên Tổng thống Rivlin. Liên minh mới của ông Lapid sẽ gồm 8 đảng phái khác nhau, trong đó có các đảng cánh hữu Yamina của ông Bennett và đảng cánh tả của người Ả Rập. Theo thỏa thuận trên, ông Naftali Bennett sẽ làm thủ tướng 2 năm đầu, sau đó ông Lapid làm 2 năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 4 năm. Kế hoạch thành lập chính phủ mới sẽ chính thức được bắt đầu sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Dự kiến điều này sẽ sớm diễn ra. Trong đợt bầu cử tháng 3 vừa rồi, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu có nhiều ghế trong Quốc hội nhất, nhưng không đủ quá bán để tự thành lập chính phủ. Ông Netanyahu đã thất bại trong việc tìm kiếm liên minh, nên đành phải nhượng quyền thành lập chính phủ cho các đảng phái khác. Ông Netanyahu nhiều lần chỉ trích liên minh mới thành lập là cánh tả là sai lầm trong cả một thế kỷ. Bên cạnh đó, việc hai nhân vật hàng đầu là ông Lapid và Bennett chia sẻ chức thủ tướng mỗi người 2 năm cũng sẽ làm chính trường Israel bất ổn. Theo nhiều nhà quan sát, có thể ông Netanyahu 71 tuổi sẽ không rời xa chính trị. Ông tiếp tục là một nhà lãnh đạo đối lập trong Quốc hội và sẽ tìm cách quay trở lại nắm quyền khi có thể. Kính thưa quý vị, các quan chức Vương quốc Anh và Úc vừa tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về một hiệp định tự do thương mại. Cả hai cùng hy vọng từ giờ đến giữa tháng 6 năm nay họ có thể đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Vương quốc Anh hiện nay đang theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Úc như một phần của chiến lược tăng cường các quan hệ kinh tế và thương mại với khu vực châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương. Sau khi nước này rời EU vào đầu năm 2021, hai quốc gia vào đầu tháng 6 thông báo họ đã được phần lớn các đồng thuận trong thỏa thuận thương mại tự do. Điều mà theo các nhà kinh tế có thể mang lại lợi ích mỗi năm khoảng 708 triệu đô la cho nền kinh tế Anh trong dài hạn. Tuy nhiên, hiện tại hai bên vẫn còn một số bất đồng. Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss và người đồng cấp Úc Dan Tehan đều thừa nhận sau cuộc đàm phán ngày 3 tháng 6 mới đây. Trong một thông báo sau cuộc hội đàm, phía Úc nói rằng chúng tôi đang làm việc hết sức nghiêm túc, hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sơ bộ mang tính nguyên tắc trước khi Thủ tướng Boris Johnson và Scott Morrison gặp nhau vào ngày 15 tháng 6 tới. 15 tháng 6 là thời điểm Thủ tướng Úc tới Anh dự hội nghị thượng đỉnh G7. Úc đi với tư cách là khách mời. Dự kiến hai ông sẽ chính thức công bố về thỏa thuận sơ bộ nếu đạt được. Thời gian qua, nhiều nông dân Anh đã bày tỏ quan ngại nếu thuế quan với thịt cừu và thịt bò từ Úc bị gỡ bỏ, thì họ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp vì không thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, chính phủ Anh vẫn nhiều lần khẳng định đạt được thỏa thuận với Úc là một trong các mục tiêu quan trọng mà họ đang theo đuổi, bên cạnh rất nhiều nước khác mà họ cũng đang đàm phán sau khi rời EU.
Học viện Serum của Ấn Độ đang muốn các nhà lập pháp thông qua yêu cầu cho phép họ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga nhằm đa dạng hơn nguồn cung cấp, trong bối cảnh nước này vẫn đang đối mặt với sự quay lại mạnh mẽ của COVID. Hiện tại, thì Học viện Serum cũng đang sản xuất vaccine AstraZeneca theo giấy phép từ Anh và Novavax theo giấy phép từ Mỹ. Theo truyền thông địa phương, thì chính phủ Úc mới đây thông báo hiện hơn 200 trẻ em của nước này còn mắc kẹt ở Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch COVID vẫn tiếp tục hoành hành với hàng ngàn người chết được ghi nhận mỗi ngày. Mặc dù các chuyến bay quốc tế giữa Úc và Ấn Độ đã được nối lại vào tháng trước, nhưng số trẻ em này vẫn chưa được trở về nhà. Trước tình hình đó, thì phe đối lập đã thúc ép chính phủ Úc phải thực hiện nhiều hành động hơn nữa để đưa được trẻ em về nước. Song vấn đề thủ tục vẫn là trở ngại lớn nhất tính đến thời điểm này. Sau khi xác định 2/3 chính quyền cấp tỉnh và khu vực không đạt được ít nhất một số mục tiêu quan trọng trong quý đầu tiên về tiêu thụ năng lượng hiệu quả cho năm 2021, đơn vị lập kế hoạch nhà nước của Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng cảnh báo về tình trạng trên. Chỉ 10 trong số 30 khu vực và tỉnh của Trung Quốc đạt được mục tiêu cắt giảm tiêu thụ năng lượng, cường độ năng lượng hoặc năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên. Vi phạm nặng nhất là các địa phương Chiết Giang, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Các nơi này nhận xếp hạng đỏ, thấp nhất ở cả mục tiêu tiêu thụ và cường độ. 4 khu vực khác nhận được màu vàng cho cả 2 mục tiêu, trong khi 9 khu vực còn lại thiếu ít nhất 1 mục tiêu. Cơ quan quản lý của Trung Quốc cho biết, các khu vực nhận được cảnh báo nên áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để nhanh chóng đảo ngược tình thế và đảm bảo được các mục tiêu hàng năm, đặc biệt là các mục tiêu về cường độ năng lượng. Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ cắt giảm cường độ năng lượng khoảng 3% vào năm 2021 để đáp ứng mục tiêu về biến đổi khí hậu. Ngành dịch vụ Nhật Bản thời gian qua đã bị ảnh hưởng nặng nề do tác động kéo dài của COVID-19. Việc kiểm soát COVID-19 không tốt đã làm lĩnh vực dịch vụ bị thu hẹp. Các hoạt động kiểm soát sự trở lại của dịch bệnh dường như cũng đang cản trở sự phục hồi kinh tế của đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm cách để khắc phục nhằm đạt được các mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Chỉ số quản lý mua hàng PMI của Nhật Bản đã giảm xuống mức 46,5, giảm 3 điểm so với mức cuối cùng của tháng trước là 49,5. Điều đó có ý nghĩa là hoạt động dịch vụ đã xuống dưới ngưỡng 50,0, ảnh hưởng rất lớn đến sức bật kinh tế. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy các công ty đã chứng kiến sự suy giảm nhanh hơn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu, làm gia tăng sự căng thẳng khi mức tiêu thụ kém. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng cho năm tới, hy vọng đại dịch sẽ chấm dứt, giúp gia tăng nhu cầu mua sắm. Các vấn đề còn lại sẽ nhanh chóng được giải quyết. Kính thưa quý vị, Quốc hội Thái Lan mới đây vừa thông qua một dự luật ngân sách trị giá 3,1 nghìn tỷ baht, tương đương 99,7 tỷ đô la Mỹ, đầu tiên cho các kế hoạch tài chính năm 2022 kể từ ngày 1 tháng 10, 2021. Đây là ngân sách phục vụ mục tiêu phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi bùng phát của COVID-19 trong thời gian qua. Sau cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày, dự luật về ngân sách mới đã được thông qua với 269 phiếu thuận, 201 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Theo người đứng đầu Quốc hội, dự luật ngân sách sẽ giúp đưa nền kinh tế Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng như nhanh chóng khôi phục tăng trưởng. Ngân sách dự báo chi tiêu sẽ giảm 5,7% xuống 3,1 nghìn tỷ baht trong năm 2022, với mức thâm hụt 700 tỷ baht, tăng 15% so với năm hiện nay. Các nhà hoạch định ngân sách đã giả định nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay và 4,0% đến 5,0% vào năm 2022. Tuy nhiên, các cơ quan kế hoạch nhà nước dự đoán khó có thể đạt được mục tiêu do tình hình dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Sau những nỗ lực dập tắt con tàu container chở hóa chất MV Express Pearl bốc cháy suốt 2 tuần qua, thì mới đây chính phủ Sri Lanka phải tiếp tục giải quyết nhanh chóng tình trạng thảm họa môi trường hàng hải, được xem là tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều thập kỷ. Hiện thì lực lượng không quân Sri Lanka đã được điều đến khu vực dọc bờ biển Negombo để thu gom và làm sạch hàng tấn hạt và mảnh vỡ của con tàu. Cơ quan bảo vệ biển nước này cảnh báo ô nhiễm hạt nhựa có thể khiến hệ sinh thái trong khu vực bị đe dọa nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Trước đó, vào hôm 20 tháng 5, thì tàu MV Express Pearl treo cờ Singapore chở gần 1.500 container, trong đó có 25 tấn acid nitric cùng một số hóa chất, mỹ phẩm khác đã bốc cháy khi đang neo đậu ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Sri Lanka.
Kính thưa quý vị, mới đây thì hãng tin Reuters đưa tin danh thủ thế giới David Beckham vừa mới hoàn thành thương vụ mua lại 10% cổ phần của hãng Lunas, hãng xe chuyên biến những chiếc xe Anh Quốc cổ điển thành những chiếc xe điện. Ông David Lawrence, CEO và nhà sáng tạo của Lunas cho biết, việc có cựu cầu thủ người Anh David Beckham trong đội ngũ của mình sẽ giúp chúng tôi đưa sản phẩm mới ra khắp thị trường trên toàn thế giới. Hiện thì Lunas đang triển khai kế hoạch tận dụng các loại xe chạy bằng động cơ diesel và xăng đã qua sử dụng để tái chế và tái sản xuất thành các phương tiện thân thiện với môi trường. Những chiếc xe tái chế sẽ được kỹ thuật hóa và trở thành một sản phẩm hoàn toàn mới với công nghệ hiện đại, phù hợp với tương lai. Theo kế hoạch, chính phủ Anh đã ra quyết định cấm bán các phương tiện chạy bằng xăng và động cơ diesel từ năm 2030 như một nỗ lực của nước này nhằm thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FPNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.